tiềm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Phần mở đầu, giới thiệu tên cuốn sách Cây Khế là chuyện dân gian Việt Nam, chuyện nói về hai anh em cùng sống trong một nhà có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Câu chuyện cho em bài học đáng quý về cách sống và yêu thương những người xung quanh mình. Phần triển khai, chúng mình sẽ nêu đặc điểm nhân vật người em và đặc điểm nhân vật người anh. Về đặc điểm nhân vật người em, ví dụ hiền lành, chất phác, luôn biết nhường nhịn. Tài sản người em thừa kế được chỉ có một túp lều lụp sụp. Trước nhà có một cây khế ngọt mà không hề ca thán. Hai vợ chồng bị chim lạ đến ăn khế. Nghe chim dặn mang túi ba gang đựng vàng kỳ lạ, nhưng cũng làm theo. Chỉ lấy đủ số vàng như chim nói và sống cuộc đời sung túc, thương dân nghèo. Đặc điểm nhân vật người anh, tham lam, ích kỷ. Người anh chia tài sản, bố mẹ đều lấy hết tất cả nhà cửa, ruộng vườn. Nghe tin người em giàu có nhờ cây khế, người anh gạ đổi, tới sống và giả nghèo khổ, lừa chim thần. Người anh may túi 12 gang, nhét nhiều vàng, vì nặng quá, chim nghiêng mình để rơi người anh và vàng xuống biển. Phần kết thúc. Câu chuyện là bài học độc đáo, thú vị và ý nghĩa về hình ảnh người em. Dạy người đọc phải biết yêu thương, đùm bọc anh em trong nhà, chăm chỉ lao động, không nên quá tham lam và phải biết ơn người đã giúp mình. Chúng mình cùng quan sát một ví dụ nữa. Chúng mình sẽ tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Ở đây là nhân vật Thánh Gióng. Phần mở đầu, giới thiệu tên sách. Cuốn truyện tranh Thánh Gióng, chuyện cổ tích Việt Nam đặc sắc. Giới thiệu nhân vật và ấn tượng chung về nhân vật. Nhân vật là Thánh Gióng. Thánh Gióng là hình tượng tiêu biểu của người anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em vô cùng yêu thích. Phần triển khai. Đặc điểm 1 là một cậu bé kỳ lạ. Dẫn chứng 1, lên 3 không biết nói biết cười. Dẫn chứng 2, lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không no. Dẫn chứng 3, vươn vai bỗng trở thành tráng sĩ oai phong. Đặc điểm 2, dũng cảm, chiến đấu kiên cường, bất khuất. Dẫn chứng 1, nhảy lên lưng ngựa sắt, xông thẳng ra trận. Dẫn chứng 2, roi sắt gãy, Gióng không hề nao núng hay nhụt chí mà nhổ tre quật thẳng vào quân giặc. Phần kết thúc, nêu cảm nghĩ về nhân vật. Nhân vật Thánh Gióng chính là người anh hùng vĩ đại trong lòng mỗi người dân Việt Nam.